tìm hiểu về cấu trúc tóc. Hôm nay mình sẽ học về cấu trúc tóc. Thì mình khi mình muốn làm tóc á, mình hiểu được cấu trúc từng sợi tóc như thế nào, mình biết hóa chất đi vào đâu và nó sẽ đi vận hành như thế nào. Thì đây là ở trong sợi tóc, những cái cấu tạo sợi tóc thì nó có hard bond và hard bond, gồm sợi dây liên kết. Bởi vì tóc mà nó mình cầm mình kéo nó không có giãn. Mình làm tóc thế nào mình kéo đứt không? Không, khi mình bứt nó mới đứt thôi. Còn mình cầm mình kéo không đứt. Nhưng mà tóc yếu thì sao? Cái đường liên kết này nó bị gãy rồi. Thì mình cầm một nhúng nước là kéo nó như xe thùng rồi đó ha. Khi mà sợi tóc mình được cắt theo chiều ngang thì nó thế này. Nó gồm những cái lớp này, rất là nhiều lớp. Tóc mình nó được cấu tạo rất là nhiều lớp, chứ không phải là một lớp. Mình thấy mỏng manh nhưng mà thật sự cấu tạo nó rất là phức tạp. Thì ngoài cùng nè, mình gọi là biểu bì, hay là gọi là vảy tóc, giống như vảy cá đó, gọi là vảy tóc. Trong biểu bì á, là hoặc là vỏ tóc. Thì trong vỏ tóc này nè, nó gồm rất là to, nó gồm những hạt màu, gọi là hạt màu tự nhiên. Mình sanh ra gọi là hạt màu tự nhiên. Và hạt màu mà mình nhộm vào tóc gọi là hạt màu gì? Nhân tạo, được chưa? Nhân tạo là do gì? Do người tạo ra là nhân tạo. Hạt màu mà từ mình sinh ra, như người châu Á sinh ra là hạt màu đen, ví dụ vậy. Còn người châu Âu thì hạt màu sao? Màu nâu. Thì gồm xanh nè, đỏ nè và vàng ha, là những hạt màu, hạt màu tự nhiên. Trong tiếp màu mình có tiếp màu, màu tự nhiên. Thật sự màu tự nhiên trong đó là hạt màu gì? Xanh, đỏ, vàng cho đó, đó. Chứ không phải hạt màu đen. Ví dụ như là nhậm những cái tóc mà tẩy đi. Thì khi mình tẩy thì mình lấy gì ra? Mình lấy hạt màu tự nhiên ra. Thì khi mình nhộm vào mình phải bổ sung là hạt màu tự nhiên vào thì tóc mình nó mới bền màu và tóc mình nó mới chắc khỏe được. Mình dù mình đang bị thiếu vitamin C thì mình phải ăn gì? Ăn vitamin C, đúng chưa? Uống vitamin C thì tóc cũng vậy rồi, nó thiếu gì mình phải bù vật đó cho nó. Follow kênh của Hôi để xem nhiều video hay hơn nữa nhé.